cứu thiếu nữ nặng 90kg mắc COVID-19 tổn thương phổi nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tổn thương phổi nặng trên cơ địa béo phì, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong. Sau gần một tháng nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ đã giúp em vượt qua cơn nguy kịch trở về với gia đình. Đó là trường hợp của em LTNT, nữ 14 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Gần một tháng trước, bệnh nhi được trung tâm y tế huyện chuyển đến khoa nhiễm, bệnh viện Nhi đồng thành phố trong tình trạng nguy kịch. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, bệnh nhân bị sốt cao, ho, sổ mũi, khò khè, khó thở, mệt nhiều ngày, tình trạng diễn tiến nặng. Cơ sở y tế địa phương đã tiến hành xét nghiệm và xác định bệnh nhi cùng mẹ đều dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành sơ cấp cứu, cho thở oxy và khẩn cấp chuyển viện. Tại Nhi đồng thành phố, qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị suy hô hấp cấp, chỉ số oxy máu chỉ còn 74%, bình thường 96-98%, nhịp tim nhanh. Xác định bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, các bác sĩ đã cho thở máy không xâm nhập kết hợp truyền thuốc kháng sinh, kháng viêm, kháng đông. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, hình ảnh X quang phổi cho thấy bệnh nhân bị tổn thương phổi nặng lan tỏa hai bên. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và nhận định trẻ có biểu hiện hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ARDS, nên ekip điều trị quyết định đặt nội khí quản cho thở máy. Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân có biểu hiện phản ứng viêm tăng mạnh nên truyền thêm kháng thể miễn dịch. Xem xét lọc máu liên tục và thực hiện kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ECMO. Nếu tình trạng hô hấp không cải thiện, bệnh nhân đã được chăm sóc tích cực, điều chỉnh nước điện giải, toan kiềm, hạ sốt, dinh dưỡng, suy trợ chống loét. Sau gần 2 tuần thở máy với các thông số thích hợp, tình trạng cải thiện dần được cai máy thở máy không xâm nhập, thở CPAP, thở oxy qua cannula rồi tự thở được với khí trời. Sau gần 1 tháng điều trị, bệnh nhân đã có xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 12 tháng 8 em được xuất viện về địa phương tiếp tục theo dõi y tế. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, bệnh nhân mới 14 tuổi nhưng cân nặng tới 90kg. Đây là trường hợp gây nhiều khó khăn trong công tác chuyên môn khi điều trị bởi việc sử dụng thuốc và dịch truyền phải cân đối, phù hợp để tránh quá tải dịch, làm nặng thêm tình trạng suy hô hấp. Tuy nhiên, nếu thiếu dịch truyền sẽ gây giảm tưới máu các cơ quan gây khô đàm tắc đàm đường hô hấp. Trong tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, trường hợp mắc gia tăng, trẻ em hiện chiếm gần 15% trong tổng số bệnh nhân COVID-19, để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm. Bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế và thực hiện đúng yêu cầu của thành phố khi cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Phụ huynh phải đặc biệt lưu ý khi thấy con em mình có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó chịu hãy thông báo đến y tế địa phương hoặc đưa trẻ đến bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm sàng lọc tầm soát COVID-19, có giải pháp điều trị thích hợp. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.